Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Quý Gờ Mawa Game của mình. Thì cỡ này Quý cũng khá là bận, mọi người cũng không có ra clip đều cho mọi người được. Vì Quý có một số công việc riêng đó mọi người. Thì hôm nay vô tình Quý đi xuống Sài Gòn đó mọi người. Thì có một ông anh họ của mình là ảnh nuôi chuột đó mọi người. Chuột kiển á. Thì mình xuống dưới thăm ảnh. Nói chung là anh em lâu lâu mình thăm thăm ảnh lên, mà vô tình ông anh ổng tặng cho mình được hai bé chuột mọi người. Thì chuột đó thì anh ấy anh kêu tên là chuột chuột bót, mình cũng không có biết là nhiều đâu mọi người. Thì cái dòng bót này họ kêu là chuột bót đó. Thì để Quý sẽ quay hai cái chú chuột của Quý cho mọi người xem hả mọi người ha. Ok hả mọi người. Và sẵn đây thì Quý cũng sẽ review về những con cá lóc mà Quý đã mua chút đó, trước đó đã khá là lâu rồi Quý cũng không có lên clip cho mọi người xem. Sẵn đây Quý cũng sẽ quay cái khu mà nuôi cá của Quý, cũng như là cái không gian để Quý được xả chat mỗi khi mà mỗi một ngày làm việc mệt mỏi về hả mọi người ha. Ok mọi người, mọi người cùng đón xem clip Quý ha mọi người ha. Ok, để Quý sẽ quay cho mọi người xem hai chú chuột đây nè mọi người. Thì ông anh ổng không có cái gì đựng mà ổng gắn cái hộp cho mình nè mọi người. Thấy ổng đóng cái hộp mà cũng kiên cố lắm nha, dán keo này kia nữa nè. Có hai chuột nè mọi người, chuột này là chuột bót nè mọi người. Thì cái này thì cái lồng thì Quý cũng mới mua về nữa nè. Thì Quý ra tiệm á thì Quý mua đủ trọn bộ của nó luôn, có đầy đủ tiện nghi cho nó luôn, có nhà rồi có cầu trượt rồi mọi người, thì cũng có thức ăn nữa đó. Đây để Quý sẽ bắt nó ra cho mọi người xem nè. Đóng khá là kỹ mọi người, nhớ không hết luôn á. Đó, dán keo rồi này kia. Tại vì từ Sài Gòn mà về Bình Dương thì cũng khá là xa mọi người, sợ nó nóng á. Đi rồi mình về chừng mình coi nó hoài mọi người. Đây là một bé màu xám xám nè. Cưng không mọi người. Này là dòng chuột bót đó mọi người. Ông anh nó mới là dòng chuột bót. Quý cũng mới biết thôi chứ không có biết gần về cái dòng này nữa. Thì ông anh ổng nuôi mà nó sinh sản nhiều á mọi người. Cái ổng chia sẻ lại cho mình, anh cho mình để về mình nuôi mọi người. Thấy cưng không? À. Cưng luôn mọi người. Đó, rồi, đây để Quý bắt mọi người xem mỗi con kia nữa. Con này là con màu trắng á mọi người, màu trắng mà cái đầu nó hơi nâu nâu vàng vàng á mọi người, thấy không, khá là độc luôn. Ở chính giữa cái đầu nó có một cái đường trắng nữa kìa đó. Cái bé này thì tầm khoảng, theo Quý đoán là tầm khoảng một tuần thôi mọi người, mới sanh khoảng tuần thôi đó. Ê ê, đừng có tin chạy chạy. Định đào tẩu mọi người. Thì thật sự là Quý làm nặng biết quen rồi mà cầm mấy chú chuột này nó mềm lắm mọi người. Nó nhẹ mà nó mềm nữa. Không, mình dám không dám làm nặng, không dám đụng nặng nó luôn. Nó khá là mềm mọi người. Đó là cũng có một chút xíu cải ông anh ổng bỏ ngăn mát mọi người. Thì cũng đem ra là cái thứ nhất là để cho nó giữ nhiệt, cũng như là cái thứ hai nó cho mấy con chuột nếu mà có đói trên quãng đường mà đi từ Sài Gòn về á thì nó ăn luôn. Rồi đây là cái thùng nè mọi người. Quý mua cái thùng này thì tầm khoảng 280, chưa tính là phụ kiện rồi này kia đó. Thì một chút xíu để Quý sẽ quay cho mọi người xem để Quý chà rửa như thế nào. Nói chung là tiệm về là mình phải chà rửa lên nha mọi người ha. Ok mọi người. Thì đây là những thứ mà Quý đã mua nè mọi người. Thì Quý mua một bọc sâu á mọi người. Sâu này sâu nhỏ nhưng mà người ta gan sẵn cho mình rồi. Đó. Cũng khá là tiện mọi người. Đó, còn cái bọc này thì là cái bọc dăm bào á mọi người. Người ta đóng bịch như thế này. Bịch này thì nó để lót nền phần dưới cho mấy con chuột đó mọi người. Còn một bọc này là bọc thức ăn. Thấy không? Họ giờ họ đóng gói rất là hay.
Đó. Còn thức ăn này thì quý mua 40.000. Nói chung là quý mới qua chơi cái dòng này thôi chứ quý không có biết gành gì nó nữa. Còn cái bịch này thì quý mua 25.000. Đó. Vậy thì mấy cái thức ăn này nó cũng khá là lâu mọi người. Nuôi nó cũng khá là lâu. Mới mới hết được tầm khoảng 1 tháng rồi mới mới hết. Tại vì hai con nó ăn cũng không bao nhiêu mọi người. Đó, giờ thì quý sẽ gỡ cái thùng này ra rồi rửa. Rồi đây mình đã setup xong một cái chuồng cho chuột rồi nè mọi người. Thì ở trên thì quý cũng nó bỏ vô trong cái dâm dâm mạc đó mọi người, mạc cưa đó. Đó thấy không mọi người? Có cái cầu trượt xuống đã không? Mọi người thấy đẹp không? Khá là tiện lợi, ở trong thì nó có cái lỗ mọi người. Bên trong cái nhà đó là có cái lỗ cho nó trượt xuống. Đó. Có cái này, có cái đồ quay này quý khá là thích luôn mọi người. Quay quay để cho con chuột nó chạy lên đó mọi người, đứng lên để nó chạy á. Đây đó, còn cái này là cái bình nước. Nước thì ở dưới nó có một cái vòi nước đó mọi người, ở trong nó có một cái viên bi là nó giữ nước lại nha. Con chuột nó muốn uống nước thì lại nó liếm liếm thì nó sẽ uống nước được mọi người. Đây để quý bắt quý bỏ vô cho mọi người xem nè. Ôi nó mềm lắm mọi người ơi, nó nhẹ hửng à. Đây một em đá trắng này à, khá là cute luôn mọi người. Nó mềm mộng mà nó nhẹ lắm mọi người, mình không dám căng nó là bực bao nhiêu luôn, nên khá là nhẹ đó. Nó nhẹ hửng à. Rồi rồi vô chuồng mới nghe con. Mới làm rất là nhẹ tay mọi người, nó nâng niu nó mới được. Đây còn một con nữa. Con này con màu xám này, con này khá là đẹp mọi người. Chính giữa cái con người nó có một
cái lượng màu trắng nha, mình mặc nó khá là cute luôn, cute Puma wear luôn, nó quậy lắm mọi người, buông nó ra là nó chạy vòng vòng nhé. Rồi vô nhà mới nghe con nghe, ok quá là đã luôn mọi người ơi, cảm ơn ông anh đã cho mình hai chú bé này mọi người ha, mình sẽ cố gắng mình học hỏi thêm và mình chăm sóc thêm, có anh em nào đã nuôi qua cái dòng này thì chỉ mình đó mọi người ha. Đó đó là còn cái khay, nhưng mà mình mới quá, mới bắt nó về nó sợ nó không ăn, nó còn mệt nó không ăn được nên quý không có bỏ vô đó mọi người. Nhà vô nhà mới là quá là ok luôn, có nhà lầu rồi, có cầu trượt rồi, nó hai con vui không chạy tung tăng khám phá nhà mới mọi người. Một em màu trắng, một em màu nâu. Đó. Nhìn mấy bé này có nó tầm khoảng ba ngón tay của mình, có hai ngón rưỡi à, nó mà nó còn nhúc 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 vậy á. Đấy, lại có một hai bếp mới nữa rồi, có một môn chơi mới nữa nè mọi người. Nó có một cầu xây, nó làm thiết kế rất là hay luôn, để cho mấy con này nó vô dạng như là nó tập thể dục mọi người, nó chạy đó. Hồi nãy thì cái dòng đó nó hơi cao một xíu mọi người, thì quý đã hạ nó xuống rồi, hạ nó xuống khoảng một phân mấy rồi đó. Cái dòng nó hơi cao á, cái dòng quay á nó hơi cao đó, sợ nó không bòi được. Đấy đấy đấy, đây nó tương tác với mình đó mọi người. Rồi rồi, con kia đâu mất tiêu rồi, con kia chạy đi đâu rồi, kè kè mọi người, đó đó đó. Quá là đã luôn mọi người ơi, để quý coi góc nào để nó vào đây, nó không biết là góc nào nữa đây. Ờ thôi để đi, coi góc này cũng khá là hợp lý nè mọi người, thì quý sẽ để 2 mét ở đây đó, để đó cũng khá là ok mọi người. Tại vì này bên này thì quý có, hồi trước thì quý có chơi những dòng săn mồi mọi người, thì trước quý chơi cá rồng thì quý cũng nuôi thêm một bé của sừng hoàng đế này với một bé la hán, này là la hán châu mọi người đó, này là la hán châu, la hán châu là dạng la hán thường đó. Còn con củ sừng này hồi lúc trước quý mua thì quý không có biết là nó sau này nó sẽ lên chữ mọi người, quý chỉ thấy nó đẹp và quý mua về thôi. Bây giờ nó khá là to mọi người, nó size nó tầm khoảng 25 mà 28 mà mọi người, thì cái hồ cỡ này quý khá là bằng cái hồ quý không có, chưa có rửa mọi người thì nó hơi dơ, mọi người xem thông cảm ha. Đó. Và đây bên này, đây bên này thì có những chú cá lóc này, một chút xíu thì quý sẽ nói về cái con cá lóc này nha mọi người, thì con cá lóc này thì quý để nó chút xíu đi để quý sẽ nói. Ở đây thì quý nuôi ba con cá lóc mọi người ha, ba con với cá lóc bảy gồng. Cái con đầu tiên ngoài này là hai con này thì quý mua ở dưới Lưu Sơn Tính đó mọi người ha, còn con bên này thì quý mua ở của anh Cường đó mọi người, anh Cường, anh Xuân Cường ở Cần Thơ đó mọi người, thì quý mua con đó là con bảy gồng Yellow Center Room đó. Còn con này với con kế bên nữa là hai con này là dòng băng calabun đó mọi người đó, thì red băng calabun đó. Con bên này thì con bảy gồng Yellow Centrum này, size của nó thì tầm khoảng 15 đến 16 á mọi người đó. Cỡ này quý bỏ bê quá, cái đầu nó tung vào cái hồ kiến á, cái đầu nó hơi chóc vẫy, nhưng mà cái đó thì nó cũng không sao mọi người, nó cũng không sao đó. Tại cái này quý khá là bận mọi người. Đây một bé nữa này, cái này là băng calabun này, size thì là tầm cũng 14 15 mọi người
Quý nuôi mấy con này được tầm khoảng nửa tháng rồi. Thì lúc quý mua về á, thì size nó chỉ tầm khoảng 8-10 thôi mọi người. Nè mọi người có bạn nào mà chơi cá lóc mà lâu năm á, có bạn nào mà biết cái cục thịt dư này là như thế nào mọi người? Mọi người có thể chỉ quý để cách chữa trị nó được không? Tại vì quý cái lúc mà quý mua về quý cũng không có quan sát rõ nữa. Nếu mà mọi người có xem clip của quý thường xuyên á, thì mọi người thấy cái clip mà quý quay ở Lưu Xuân Tính á, thì quý mua hai bé này, nhưng mà cái lúc mà quý đem về á, thì không biết làm sao mà nó bị cái này mà quý cũng không có để ý nữa. Mà cái này chắc cũng quý nghĩ là chắc cũng dễ trị mọi người, thì nó lòi cái cục thịt ra y gan là nó bị hở cái mang ở trong ra, hình như là quý đoán là như vậy. Thì cái hồ của quý thì trước là quý chơi cá rồng đó, thì cá rồng của quý thì nó đã mắc rồi, nó chết rồi mọi người. Thì quý lấy quý tận dụng lại cái làm cái hồ cá lóc nó. Trước thì con củ sừng đó thì nó cũng ở bên cái hồ lớn này đó. Thì con cá rồng mắc thì quý chuyển sang chơi cá lóc, thì quý sẽ giờ hai con củ sừng qua bên hồ nhỏ ha. Đó mọi người, nuôi con này nó tương tác khá là hay mọi người, nó tương tác với mình hay lắm. Lúc quý đem về thì nó hơi dạng, nó hơi nhát nha, xin lỗi mọi người, thì nó hơi nhát. Vì sau thời gian quý cho ăn thì nó hơi dạng. Đây quý cho ăn sâu rồi mọi người, nhưng mà quý nên khuyến cáo mọi người thì không nên cho giống như quý nha, vì sau này nó khá là to mọi người. Thì đợt trước quý lỡ mua hết 10.000 sâu mà dạng sâu lớn đó. Thì sau này thì mọi người nếu mà một ngày á thì mọi người cho khoảng một con thôi mọi người ha, cho khoảng một con trên một ngày thôi đó. Cứ một ngày vậy là một con cá lóc là mọi người cho một con sâu thôi. Trước thì quý cũng mua xen lẫn những con sâu nhỏ nữa đó. Đây nè mọi người nếu mà mọi người cho cá lóc ăn thì mọi người nên chọc cho nó một chút xíu mọi người, cho nó sung lên, cho nó đúng cái bản chất mà săn mồi của nó đó. Mình sẽ dụ dụ nó chút xíu rồi mình sẽ cho ăn mọi người ha. Các bạn không nên giục vô liền để cho nó ăn ha. Này mọi người nha, coi nó ăn mồi này. Này chết cha, có sâu đâu rồi. Rồi đây thấy rồi đó, này này mọi người coi nó ăn này đó. Mọi người nên cho ăn một ngày một con thôi nha mọi người ha, tại vì sâu này nó cũng khá là to á đó. Một ngày thì nó đủ cái độ thức ăn của nó rồi mọi người. Thì mọi người sâu nhỏ thì mọi người cho ăn nhiều hơn chút xíu cũng được, không sao cả. Tại quý lỡ quý mua 10.000 đó, 10 nó khá là nhiều. Đây này còn con bên này nữa này. Con bên này hồi trước thì nó không có dạng đâu mọi người, nó gặp mình là nó chạy, nó gặp mình là nó chạy à. Bây giờ này này mọi người thấy nó tương tác quý không đó. Mọi người cứ nhử như thế này nó cho nó sung lên không mọi người ha. Nó đúng cái bản năng mà săn mồi của nó đó. Này quý sẽ bỏ vào cho nó ăn này đó, tấp một phát là ăn ngay cho mọi người ha. Đó, nuôi cá khoái nhất, sướng nhất là cái lúc này nè mọi người, cho ăn đó mọi người. Còn khổ nhất là cái lúc mà thay nước đó mọi người ha. Khổ nhất là nước thay nước. Đây đó nè mọi người. Con này thì khá là sung luôn. Con này thì trong hồ thì nó là sung nhất. Còn Yellow Syndrome này, vảy gồng vàng đó mọi người. Con này là vảy gồng vàng, còn hai con kia là vảy gồng đỏ. Đó. Nè mọi người, coi nó ăn này. Này nha, đó, thấy chưa? Đó. Cái size như thế này thì nếu mà mọi người cho ăn sâu như thế thì mọi người cứ cho một một con một ngày thôi. Quý theo quan điểm của quý là như vậy. Thì mọi người ở đây thì quý cũng có trồng mấy cái cây thủy sinh, là quý mua quý sinh đó, chứ quý cũng cũng không mua nữa. Ra tiệm cá cảnh thì người ta cũng cho. Ở đây có rong đuôi trộm này, ở ngoài tiệm thủy sinh nhiều nhiều người mình, tại quý mua quen á mọi người,
Đó, thì quý xin một chút xíu này nó không có thành vấn đề nha mọi người ha. Bỏ vào để cho cá nó nhanh dạng thôi. Đó. Thì mọi người chơi cá lóc thì mọi người đừng quên cái việc này, thì là nó đậy nắp mà mọi người ha. Thì mọi người phải đậy nắp lại. Nếu mà con cá có lỗ mà nó có nhỏ nhỏ như thế thì nó sẽ bay ra ngoài được ha mọi người ha. Mọi người nên kỹ lên. Kỹ về cái vấn đề đó. Đó. Chung là quý từng ngày đợi nó lớn lên mọi người. Để xem coi có độ phát triển của nó như thế nào. Mọi người chơi mà từ cái size nhỏ lên thì mọi người có rất là nhiều cái kinh nghiệm để mọi người có được cái kinh nghiệm. Nói chung là mọi người có được cái kinh nghiệm theo quan điểm của quý thì như vậy. Vì chơi cái lóc mà nó cái size nó to quá thì nó không có sự trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, thì nó cũng khá là bất tiện đó mọi người. Thì cái dòng cá lóc này quý nói chung thì theo quan điểm của quý thì nó cũng khá là trâu quá mọi người. Dòng mà nếu mà dòng vảy rồng này thì từ cái nhiệt độ của nó thì tầm 26 đến 30 độ là mọi người, 30 tầm 32 cũng được đó, thì nó tầm sống ở nhiệt độ đó thì nó khá thích hợp với nhiệt độ của Việt Nam mình đó mọi người ha. Đó. Thì cái dòng này thì quý thấy là nó khá là dễ nuôi. Đó. Hơi chá không mọi người? Đó là những chú cá best yêu quý của quý đó. Nó thú thật với mọi người là mỗi một ngày làm việc về á, mọi người mệt mỏi á, thì quý thường ngắm cá. Quý hay ngồi cái ghế này này. Đó, để ly nước lên đó. Rồi bắt đầu mình ngồi ngắm cá này. Đó, ngồi cắm cá, cái cảm giác mà nó khá là thư giãn luôn mọi người. Nó xả chết vô cùng luôn. Thì quý đam mê thì cũng đam mê cá cảnh rất là nhiều. Quý chơi cá cảnh thì cũng 5-6 năm rồi mọi người. Đó. Những dòng nào thì quý cũng gắng cố gắng tìm hiểu coi nó cái đặc tính nó như thế nào mọi người. Thì cái con củ sừng này thì hồi trước nó thật ra là hồi trước quý cũng không có biết là nó sẽ lên chữ đâu mọi người. Sau này dần dần thì nó lên mấy cái chữ đó, nó khá là đẹp. Cái này bắt đầu là quý sẽ cho la hán ăn này. Đó. Nghe chưa mọi người? Cái này la hán, con này thì tầm size khoảng 4 ngón tay của quý thôi. Quý cũng chưa biết là chống máy luôn. Và hán thì quý cũng không biết gành luôn mọi người. Đó. Quý cho sẵn đây, quý sẽ cho mấy con củ sừng ăn luôn. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip của quý ha. Thì quý sẽ gắng cố gắng và dành nhiều thời gian để quay cá cảnh, quay những cái dòng cá cảnh cho mọi người để xem và thư giãn mọi người ha. Và cũng sắp vào Tết rồi, quý sẽ gắng cố gắng quý quay cho anh em nhiều cái dòng cá hơn, rồi cho anh em biết nhiều cái tiệm cá hơn nữa, để có anh em mà có gần cái khu vực đó thì mọi người có thể đi ra những cái tiệm cá đó và sắm những chú cá mà mình yêu quý ha mọi người ha. Rồi clip của quý đến đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong clip mới nhất của quý ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đồng hành cùng quý. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye mọi người nha.